biệt thự Check-in, thị trấn hướng 11, ngày giãn cách, ai ở đâu, ở đấy. Hôm nay, ngày 9 tháng 8 năm 2021, chúng ta sẽ đi chợ sớm tại chợ cá hướng 11. Và trước tiên, biệt thự sẽ cập nhật đến bà con một số thông tin cần biết như sau. Về tình hình Covid-19 tại tỉnh Kiên Giang, theo Bộ Y tế thì sáng ngày 9 tháng 8, cả nước có thêm 5.155 ca mắc Covid-19, trong đó có 786 ca trong cộng đồng, riêng thành phố Hồ Chí Minh là 2.349 ca. Tỉnh Kiên Giang chúng ta thì có 19 ca mắc, tức là tăng 1 ca so với ngày trước. Ngày 8 tháng 8, tỉnh Kiên Giang có 18 ca mắc. Trong ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Kiên Giang, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, đã yêu cầu tỉnh Kiên Giang phải tận dụng tối đa vùng giãn cách thứ tư để thiết lập vùng xanh an toàn. Và ông Nguyễn Luân Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cũng cho biết, khó khăn hiện nay là ý thức của người dân trong các khu cách ly, khu phong tỏa chưa cao, chưa chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo. Một tin tức khác mà bà con cũng cần biết là ngày 8 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Kiên Giang vừa ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch Covid tại huyện Châu Thành. Cụ thể là toàn bộ các hộ dân tại khu dân cư số 2, ấp Tân Bình, xã Dục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Thời gian thiết lập là từ 6:00 ngày 8 tháng 8 2021 cho đến khi kiểm soát và xử lý triệt để ổ dịch Covid-19, tối thiểu là 14 ngày. Theo đó, toàn tỉnh Kiên Giang có 87 cơ sở cách ly tập trung có khả năng chứa được 5.643 người cách ly, có thể nâng lên tối đa là 7.497 chỗ. Có 19 cơ sở lưu trú đăng ký làm cơ sở cách ly có thu phí với tổng số là 3.818 phòng và chứa được 7.636 người. Và để đón tiếp người dân Kiên Giang từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trở về, tỉnh đã bố trí cơ sở cách ly tại các khu ký túc xá của các trường cao đẳng có sức chứa khoảng 1.000 người. Ngoài ra, tỉnh cũng đã chỉ đạo ban quản lý khu kinh tế tỉnh chuẩn bị phương án thiết lập khu cách ly tập trung bên trong khu công nghiệp, lấy cơ sở là các nhà kho có sức chứa hơn 12.000 người để sẵn sàng ứng phó khi cần thiết. Và trở lại với buổi đi chợ sớm ngày hôm nay, chúng ta sẽ khảo sát giá cả một số mặt hàng thực phẩm thiết yếu. Cơm cho 1 ký nhiêu chứ? Cơm cho 20 ngàn hả? Em 1 ký đi chứ. Mà là lấy cái rụt 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 nè. Ủa sao mới nói 20, bây giờ là 25 rồi trời. Hả? Yeah. 25 luôn ha. Hôm nay là buổi sáng là thấy sung túc ha. Quay hình nó đẹp. Mấy đứa mấy lần buổi vậy? Kiếm nhiều vậy? Kiếm 100k. 100k thì có không? Ừ. em đăng lên là mọi người mua đó nha. Đúng rồi, kiếm 100k. Kiếm 100k đúng chứ. Dịch là phải bán rẻ mà. Dịch là cũng rẻ cho bà con phải không? Ừ. Kiếm nhiều chế? Cái này là bò đúng không? Bò hay trâu? Bò. Thịt bò đúng không? Kiếm nhiều chế?
ký. Ký 170, nạm 130. Vâng, phải không? Con gà. Cánh gà. Cánh gà 70, chân gà. Đuôi gà 50. Chú con lắc nha, em quay là đắt lắm chứ, cứ yên tâm, lắc hết trơn à. Ký 20.000 phải không? Này phải không? Đây, còn này bán sao? Chọn giá luôn. Chọn luôn giá, này đâu đây phải không? Đây đó. Bắp chuối nè, bắp nhiêu? Ký nhiêu? Rồi. Rồi chút bắt đắt nha. Tôm hả? Tép hả? Rồi, con sẽ lấy được không? Thấy không mày? Không đi dùng cái chai này thấy không?